Rồi sáng hôm nay chào tất cả mọi người. Chào tất cả anh em. Hôm nay nghỉ ngày đi dợt người biệt người nè. Sáng mình phơi nắng chút xíu. Tại chỗ này lạnh. Chỗ anh em biết sao cái chỗ mình cái này lạnh 4-5 ngày rồi. Trời gió bắc rồi. Sáng gió phe 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 phe. Vậy mình phơi nắng chim cho nó ấm ấm xíu rồi mới đi. Chứ không có gấp được. Biết này sao đây, biết này thể hiện sao đây, là mình đánh là màu chuột bạch nghe nè, chuột sáng lạnh nó rút 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 kìa, nghe nó rút niềm gù nó không bờ nhưng mình có cách mình chỉ cho nó bờ. Để cho anh chị mắm mắm xíu mình giọt tới cội quay cho anh em xem. Chỗ anh em biết sao, chỗ anh em biết có lạnh không? Chỗ mình đây là nó gài lạnh cho tối ngủ thun gân, quấn cái mền như cái cuốn bánh tráng cũng vẫn lạnh. Rồi nắng cho nó ấm ấm nó sung chim lên. Cái sáng giờ trời lạnh từ sáng tới giờ, cái này vẫn lạnh, hé hé nắng lên được phơi nắng hồi mới đi. Cái này kiếm con nhái chằn ngay, cái này có nhái mình buộc nhái mình treo luôn, kiếm con nhái chằn ngay. Còn nhà thì thằng lằn bắt con chim để ăn cà chơi luôn rồi, không còn con, có mấy chỗ kia có mà xa quá làm biến gì bắt. Còn nhái cái này trời cầu mưa xuống mới có, cái trời lạnh lạnh chỗ này thôi chạy đi nguyên cánh đồng luôn nè, cánh đồng bao la kiếm con đó không mắc. Gì vậy? Gì vậy? Chim này nết lăn xăng lắm ơi. Nó không có mà như người ta. Đứng chỗ đầm thắm còn nó thì lây quay ngoái lộn. Không có tật ngoái lộn nữa. Và nó kêu hay nghe cũng đỡ, kêu hơi cũng dài dặn nghe cũng im lắm mà không biết cái nết nó bắt bỏ như thế nào đây. Đợt trước nó còn chưa đủ lửa hung mình đem đi thấy cũng thấy không an tâm, vừa rồi thấy lửa cứng mình. Để mình ra chỗ mình quay anh em xem ha, có thể hiện thế nào. Hồi nắng ấm ấm xíu mình chở đi. Tới cội nha anh em. Gió vậy nè, sáng gió bắc vậy nè. Hay hay vậy đó. Lạnh thun gân chứ, xe lạnh thun gân hết. Đây là nói chung cũng vườn mít mà vườn không chăm sóc được đẹp nha anh em. Cũng có trái cũng có bao bọng hết. Rồi, phát hiện được có gà nha anh em. Không biết sao đây, biệt mình đó về tại nhà mình nuôi gà. Ngày gặp gà không biết nó có dòm gà không, nó gặp vịt nó cũng dòm nữa, gặp gà, chó, mèo đâu nó cũng dòm hết. Nó nhạy cảm hơn đó lắm, tại nhà mình không có nuôi nên mình nuôi được gà được chó được mèo nữa thì nó sẽ quen hơn đó, nó xong có bị bỡ ngỡ thì gặp hơn đó nè. Không biết sao đây, khu vực vườn này có gà nè, mình chắc ăn khu vực này sẽ có bầm biệp, tại mình có đánh rồi, đánh lo hồi xưa mấy tháng trước dữ lắm bầm biệp anh em. Khu vực bầm biệp cũng dữ thần lắm nha, đá bọng tùm lum chơi nha, đá đấm đồ cũng nè, cái này biệp mình nó kêu nè, kêu nhỏ. Để mình dọn cỏ anh em ơi, cũng vài vòng nữa để một hồi nó kêu cái bẹp gì là không kịp ạ. À, tranh thủ mình dọn cỏ xong mình quay anh em xem. Rồi giờ đây là cái thế treo của mình nha anh em, thế chủ lực của mình vậy. Chim mình còn tơ lắm, chưa bắt được nhiều con chưa. Bữa nay mình để cái thế vậy nè, rồi đầu mình lấy cây, lấy chà mình che cái khoảng trên đây
thì đừng nó nhảy, đừng cho sao nó nhảy được cái lụp này mà nó ăn được, bắt rồi bắt nó bằng hai cái lụp màu vậy nè, hai lụp ăn vậy nè, nó có chiếm đấu lại. Thì mình làm sao mình đừng cho nó nhảy lên đây, nó đánh thẳng lên trên đây được, là mình kiếm đồ mình gác cây đây nè, gác vòng vòng như này nè, đừng cho nó xuống. Đó. Để mình kiếm chỗ mình gác cây ở đầu, kiếm chỗ đặt máy anh em xem nó đấu với bổi, để bổi này gì, bổi đang đấu con kia kìa. Anh em chờ đợi nha anh em, mình lót mấy cái cây trên đầu lụp á là bít lại, không cho cái đường xuống của con chim đó, nhưng mà kêu gì đấu bổi, nó thấy bổi dính trên rồi đấu với bổi đó. Rồi treo thế đó. Rồi, anh em xem mình ha, chờ đợi mình, không biết nay thể hiện như thế nào. Rồi kiếm chỗ mình đắp này nè.
Dính nha anh em, kêu mấy đấu mấy tiếng về dính nha anh em, còn con gì mua che cho nó. Dính con lụm hai mắt. Chi mình còn mới bởi vậy mình có đánh đợi cho dính lâu anh em, dính lên bắt liền. Rồi dính con mình lục hai mặt nha anh em. Chi mình còn mới. Mới đi đánh bắt được con số bổ nha. Bởi vậy mình không có cho dính nhiều. Dính nhiều mà tung á, làm gì mình sợ. Rồi, bổ tơ luôn rồi. Đâu có mấy tiếng bổ chạy về. Còn con bụi tre nha đó. Con chở con chắc con già quá. Bụi tre đó đó. Rồi dính lụp hai mặt. Mình che chỗ này nè là con bổ con chim mồi mình nó không có sợ, không có sợ. Gặp tung nó không có sợ, biết nó quen. Về dẫn đấu vậy đó. Thấy bổ gì đó, nó nín hơi hơi rồi bắt đầu cái nó kêu lại. Rồi, nặng mái rồi. Rồi dính mái rồi, dính chim mái. Mái tơ, mái mùa này nè. Đấu ghê không? Nghe con gì bụi tre kêu, nó kêu theo kìa, đấu kìa. Bây giờ mình làm kẹo dính vậy là mình đi, mình lên bắt liền, thấy dính lên bắt liền. Nó tung quá chạy tung cái làm mồi mình sợ. Sợ với nó quen nó sợ là bể chim luôn đó nè. Rồi để bắt nó ra. Rồi, dính bổ tơ mùa này anh em. Đứng con đầu tiên lập công, đứng con đầu tiên. Đang đấu vì bụi tre, bụi tre vì hai con luôn kìa. Tre nè. Hai con ở trong chỗ đang đấu, nó đang đấu nãy giờ. Nói chung là lửa củi bữa nay thấy nó cũng ổn ổn rồi đó. Rồi cái thế đánh của mình như nãy mình che lên đầu lục cho dính ở trên, về đến đấu dính ở trên, con chim mình nó bớt sợ xíu. Để mình kiếm kèo thứ hai mình đánh thêm con nữa cho anh em xem, cố gắng bắt thêm con nữa coi được không. Chạy trong kia xíu, khu vực này còn nhiều lắm, để bữa nào mình quẩn quẩn mình rủ lông mà tê đi theo với mình. Hôm nay đi mình nên nè, cũng đánh nhiều kèo được anh em, đi mình nên xách đồ tùm lum chứ, lụp xài lụp nặng không à. Hai lụp này lụp hai cánh với lụp một mặt này là nó hai cái này nó 3 kg mấy 4 kg rồi. Rồi thêm con này nữa nếu mà đi xa sách đi dù cậu rồi đi quái quá không có người nữa nói chuyện không hỉ cũng vui. Nay lông mờ tê thì bận công chuyện rồi sắp xếp đi cũng được, hẹn bữa khác lông mờ tê. Rồi kiếm cậu thứ hai anh em. Rồi mình tới cậu thứ hai anh em. Đây là khu cái vực mà nhà bố quan xưa, đây là quán nhậu tôm nè anh em. Tùm ghê không? Đó, dài qua cái chốc tôm gì đó. Mà giờ chủ đất bán rồi bỏ quan tới giờ. Bên kia là cái ao hồi xưa, ao sen này nè. Giờ bỏ quan rồi không chăm sóc. Bơm sình bơm đồ vô rồi cỏ rác đám sậy vậy đó, mới nghe đấu bên kia nè. Đây hàng rừng, hàng cây rừng. Rồi, mình kiếm chỗ mình treo lụp ăn mình treo chim mồi. Để mình chọn thế. Rồi, xác định được điểm này có chim nghe nè, không biết nó kêu chim bay về hay không nha, để đó mình xem sao. Nói chung cái điểm này là ok nè, nó thế treo thế nào, thế treo thì nhóc chân nhưng không biết sao nè. Rồi cố gắng mình treo để mình bắt thêm con bổi nữa. Nắng lên ấm ấm lên nè, chim sung lên xíu kìa. Rồi những chỗ mình treo chim mình quay cho anh em xem ha. Rồi, mình mới vừa treo hai lụp ăn xong anh em. Lụp ăn cái thế này là nó có xuống ở nhánh nhỏ nè,
nhánh nhỏ như này nè, đó, nó chuyền xuống đây, nó qua đây, nên chữa cái thế cho chim đi. Còn trên đây thì cái nhánh kế đó nó nhảy xuống cũng được. Còn chim mòn treo đây, có cộng dây cáp của điện thoại, cái cáp của wifi nè, ai buộc sẵn nè, mình gá cho thế luôn. Mà cộng dây cáp này hơi nhỏ, bắt đầu nó cái lực nó hơi đùng đưa đùng đưa đùng đưa. Nói chung cái này nắng sáng cũng mấy con chim bị nắng rồi, nhưng mà nắng sáng cũng không sao, ấm chim cũng không sao, nắng trưa mình sợ, nắng này cũng sợ. Rồi mình treo thế này luôn, mình xác định thế này luôn. Rồi anh em chờ đợi mình ha, kiểm cho mình đặt máy để con chim mình thể hiện rồi sao, bỏ gì không, có đấu bên kia kìa, có nghe đấu bên rừng dừa bên kìa. Thank you.
Dính nha nè. Còn con trống á, hôm qua đậu đây nè. Nó đậu cái chiến cá đậu đó hoài luôn á. Tính đợi bắt con cặp, tính này thử coi cho nó bắt con cặp luôn mà rốt cuộc là không thành công anh em ơi. Bắt con thôi. Sáng giờ làm được 2 con. Nó gặp mình tới như nó có động lực vậy. Sung vô người kêu. Rồi. Dính là dính mái nè anh em. Mái nữa. Cặp chống mái. Mái này mái tơ nữa rồi. Dính mái tơ nữa rồi. Còn trống này trống già. Đấu cũng ghê gớm. Hai con đấu cũng ghê gớm. Cái màn đấu này cũng ghê gớm lắm. Đó, mình treo như vậy là không bao giờ nó lên nó đá được cái con lụt mồi, con chim mồi nha nè. Trừ khi nó bay sắn vô thôi nha. Cái đó là xác sức hơi bị xa. Chứ mình treo con dây này con chim mình trao lắm trao. Tại nó quá nhỏ đó. Nó lắc cái lụt rồi nó trao. Nó lắc cái lụt thùng nó trao. Đó, nết này vậy đó. Ngoái lộn lăn xăng vậy đó. Vậy chứ không phải nó nhát bỏ nha nè. Nó chỉ lộn thôi. Đó, ngoái lộn vậy đó. Không biết làm cái gì. Mua lửa hay gì đó. Có cái bài mua lửa nữa không? Ông nhỏ. Đó, vẫn kêu phà phà, dính bỏ vậy nè, tung ầm ầm đây nè, đó, vẫn kêu phà phà. Bỏ tung gầm gầm nó giờ ginh nhánh luôn nè. Đó. Vậy đó mà không sao. Cũng kêu ầm ầm đấu luôn kia. Chứng tỏ là con chim mình nó không biết sao luôn. Mua lửa nãy giờ nè. Rồi để mình bắt con bổ này ra. Con trống nó bay qua sau lưng bụi chuối bên á. Đấu bên á, đấu ầm ầm bên á. Mình có cái bài mình nãy mình nói là cái bài cho con chuột nó thức. Biết sao anh em? Đó, mình lấy miếng nước sạch. Kiếm chỗ nào nước sạch đựng nước dơ nha, tại chuột này sống sạch. Mình lấy tay vũ 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 lên người nó mớ nước ha. Cái đầu nó ướt lông, nó lằn quằn liếm lông hoài vậy đó. Cái bài đó là bài của mình. Làm cho con chuột nó tỉnh. Nó giống như mình thôi. Mình đang buồn ngủ mà để miếng nước lạnh vô đầu cái tỉnh liền, tỉnh đừng hồi. Nói chung là nó liếm lằn quằn hoài, nó là tạo cái sự mà cảm giác cho con chim mồi lại nó chim mịp bẹp lại nó ăn mồi. Mới lên cầu tử mới dính được. Cái này đáng lẽ là mình buộc thằng lằn, mình kiếm thằng lằn không có. Mình nuôi con này ở nhà là nhà mà không còn con thằn lằn nè. Ăn tiêu diệt chân á.
Rồi tổng kết Nam được hai em nghe, Nam hai kèo hai em. Bữa Nam cũng đi vợt thôi, vợt này nghỉ được ngày, vợt được hai kèo. Anh em xem giải trí ha. Nếu mà cảm thấy yêu mến thì anh em cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Để mình làm cái clip kế tiếp về việc mồi của mình. Rồi, chào tất cả anh em ha. Hôm nay buổi sáng cũng làm suôn sẻ hai kèo hai chú. Đến kèo này bắt thêm chú nữa mà con kia nó đấu hoài nó không chịu xuống, thôi lên bắt luôn, mình về luôn. Thì bữa nào mình sắp xếp mình nghỉ bữa nữa mình làm nhiều video hơn về các biệt mồi của mình. Nay làm được hai con. Thì buổi sáng này hai con là ok rồi. Kèo đầu tiên rất là mau. Kèo đầu tiên nó đấu chừng 10 phút mà bổi về là bay lên là ăn liền. Kèo này cũng hơi lâu một xíu, này dễ đấu. Nó chuyền lên chuyền xuống cây rừng này nè, cây lộc rừng này nè. Nó bay qua cái trứng cá này. Cuối cùng là con trống bay về đây là nó đấu hoài nó không xuống rồi mình lên bắt luôn. Rồi, anh dính được nhiều rồi anh hăng máu. Nói chung bìm bẹp này phải gác thường, đi gác thường chim nó mới sung. Anh gặp mặt bổi đấu với bổi thường là nó sẽ sung chim. Như vậy chim mình chim cũng còn mới à. Ở đây mình đi vợt mình cũng không nên đánh nhiều, đánh hai kèo ba kèo đâu lại mình giọt cho chim nó khỏe, từ từ nó quen rồi bắt đầu cái mình mới đánh nhiều kèo hơn. Có thể sang năm mới đánh đắt được nha anh em. Mình cảm thấy chim mình nó cứng cáp thế này nọ nó mới đánh đắt được. Đánh đắt là cái những màn đấu dưới đất là rất là hay anh em. Rồi anh em chờ xem mình, chờ xem chim của mình nó đấu như thế nào. Chứ những màn dưới đất là nó đấu đá thế này nọ là hay lắm mà chim phải cứng lắm mới đánh đắt được. Chứ đánh tào lao là banh chim luôn. Bể chim dục chim luôn. Dưỡng lại khó lắm khó. Nó mà chạy bổi rồi là bó tay. Chim mồi nó làm vậy, chỉ khó nên lo xa. Anh lo mình chỉ dọn bãi, dọn cội rồi thế này nó là đặt lo xuống lo tiêu là chim về là chim xuống ăn là lụm đó anh em ơi. Còn mồi nó nhiều cái hay của cái đánh chim mồi với cái hay với cái đánh lo nó khác nhau. Nói chung mà chim mồi rất lông bắt buộc phải để đánh lo cho anh em xem. Rồi anh em yêu mến thì mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người. Hôm nay làm được hai chú cũng im rồi. Ở nay về tao thưởng cho mày gắn mối thịt bò nó không ăn anh nè, vì mình không ăn thịt nó nghỉ thịt gần tháng nay rồi. Bây giờ mình cố gắng mình tìm những cái mồi tươi như kỳ nhông, gắn mối, nhái, thằng lằn, cục lộn, cục lộn rồi nè đó. Ăn những mới căng lửa được mới nuôi lại cơ thể nó, chứ nó không ăn thịt nữa rồi. Phải ăn thịt nó dễ quá trời dễ rồi. Mua mớ thịt bò gì bỏ tủ lạnh hoài không ăn luôn, chạy bó tay này đó. Rồi khu vực này còn nhiều chim lắm. Hẹn một dịp cực kỳ gần đây nhất mình sẽ về mình đánh cá bên kia, cánh vườn dừa bên kia. Rồi chào tất cả mọi người.